Hôm nay là Lộc biểu diễn ca dắt cho anh chị xem nè. Lần đầu tiên ngồi ca dắt luôn anh chị ha. Đấy, cũng rất là đơn giản thôi. Anh chị nào mà chưa biết là comment bên dưới là Lộc sẽ hướng dẫn cho anh chị ha. Chọn cho anh cái góc đẹp cho khán giả nhìn cho dễ thấy nha, nha. Anh, ủa chết cha, bây giờ là nó đang bị vướng cạn, mắc cạn rồi. Hình như nó đang mất cạn bởi nó không có nghiêng qua nghiêng lại. Đấy. Bây giờ anh bơi lên kia, mình lên kia quay lên đây nè cho nó khán giả nhìn dễ nhìn thấy anh. Ba đồ tôi có gì đâu mà. Đó, thấy không? Không có gì anh chị ơi. Đó. Đấy. Trời thiệt tình. Đó, một không gian rất là lý tưởng để cho gia đình mình tập bơi nè. Đó, vui đùa với gia đình nè. Đó. Đãi bạn bè, tiếp bạn bè nè, bạn bè mà về đây đảm bảo là Lộc tin rằng bạn bè của anh chị là cứ về suốt luôn. Rất là thích luôn. Đó, giờ vô cặp bến nè. Ôi ôi. Thiệt chứ. Chà, ôi chà, ướt quần. Ôi à. Rất là thú vị anh chị. Đó, một cái không gian của một cái resort. Ở đây là một cái góc nhỏ của một cái resort triệu đô ha anh chị ha. Đó, một cái góc nhỏ thôi. Thì hôm nay là Lộc sẽ là giới thiệu cho anh chị về một cái resort đẳng cấp đó, tại Đồng Nai anh chị. Và em Lộc đảm bảo rằng là chưa có một cái resort nào mà nó đẳng cấp bằng cái resort này tại khu vực Đồng Nai ha anh chị ha. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều trải nghiệm cho anh chị nào muốn đầu tư về resort nè, muốn đầu tư về nghỉ dưỡng nè, hoặc là anh chị là muốn tìm một cái không gian, một cái cảnh để cho góp cho anh chị về một cái ý tưởng để mà xây dựng một cái resort cho gia đình của mình anh chị. Đấy. Và cái resort này tận hưởng một cái không gian nó đỉnh hơn chính là vì là mình sẽ nằm cặp với lại là sông Đồng Nai anh chị, một cái view sông rất là đẳng cấp. Đó, rất là đẹp. Đó, hiện tại là mình đang tại một vị trí là view sông của sông Đồng Nai anh chị ha. Và anh chị nhìn thấy ở bên dưới nè. Đó, kè kiên cố nè, rất là đẹp luôn, được decor thiết kế bởi những cây xanh nè, những cái cây dù, những chiếc ghế đó, ngồi rất là chill vào ban ngày cũng như ban đêm. Ban đêm thì thật sự ở đây nó rất là rực rỡ rồi, ban ngày bật đèn lên thì nó sẽ không thấy anh chị ha, ban đêm thì nó là một cái rực rỡ cực kỳ đẹp. Đó, ở dưới mình thì sẽ là bên bồi anh chị ha, không có lỡ nè. Đó, anh chị là nhìn thấy là khoảng 3 mét nữa mới ra đụng đến mặt nước anh chị ha. Và khi mà nước dâng lên cao thì có thể là gần đến cái mí tường của mình anh chị. Rồi thì hôm nay cái resort nó đẹp đến mức độ nào thì anh chị hãy cố gắng theo dõi cho Lộc hết cái video này ha. Bởi vì nó có rất có nhiều điều hay ở vị trí này anh chị. Và đặc biệt luôn cái resort này Lộc đã giới thiệu một lần rồi, vào cách đây là khoảng là 7 tháng anh chị. Và cũng như là hôm nay là chủ đã là decor thêm, rồi thiết kế cũng như là đầu tư vào nó một con số tiền rất là nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ là vẫn giữ nguyên giá cũ bởi vì không thể nào lên nữa anh chị. Chủ đang rất là khó khăn rồi nên là cần bán rất là nhanh, rất là thiện chí. Nên là bây giờ là quyết tâm là giữ nguyên cái giá cũ để mà mong sao bán cái resort này để mà xây sở việc gia đình anh chị ha. Rồi thì bước vào cái resort này thì Lộc cũng mong quý anh chị là đăng ký kênh để ủng hộ cho Lộc Bất Động Sản, để Lộc có một cái động lực quay những cái video nhà đất nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó chi tiết nhất có thể anh chị ha. Rồi thì bây giờ Lộc cho anh chị là nhìn xem tổng thể của một cái khu resort đẳng cấp triệu đô tại Đồng Nai anh chị. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Bây giờ Lộc sẽ bước vào trong video cũng như là giới thiệu về ranh nè, rồi về hiện trạng xây dựng nè, và những cái thiết kế, những cái hạ tầng kết cấu của ngôi nhà và cái không gian của resort này anh chị ha. Rồi thì trước mặt anh chị là một cái nó là một cái gì ta, quên rồi, sân khấu.
Đây là sân khấu mình có thể là tổ chức nè tiệc cưới nè, rồi tổ chức team building nè, tổ chức hội nghị nè, đó rất là tuyệt vời luôn. Cái không gian sân của mình còn khá là rộng anh chị, đó không gian xanh khá là rộng luôn. À, thì bây giờ Lộc sẽ đi theo cái ranh của bên phải anh chị, ranh bên phải đổ xuống cũng như là sẽ chỉ từng chi tiết cho anh chị ha. Trước tiên là sẽ có là phòng bảo vệ nè, cũng như là một cái không gian. Không gian này có thể nói là một cái không gian, một hồ bơi để mà gia đình vui chơi, tắm bơi lội, giúp cho sức khỏe mình sẽ tốt hơn khi mà ở một cái resort này anh chị ha. Thì không gian này thì là một cái không gian để là bàn ghế nè, ăn uống nè, rồi mình có thể là nằm nghỉ ngơi khi mà mình bơi lội mệt mỏi ở vị trí này anh chị ha. Đó, và ranh đầu tiên góc phải của mình là ở đây. Ở đây thì được một cái mảng xanh làm cái hồ cá coi, nhưng mà hiện tại là cá không còn con nào anh chị. Đó. Thì đây là cái góc ranh đầu tiên nè. Thì Lộc bây giờ sẽ chỉ ranh và chiều ngang, chiều dài, chiều rộng cho anh chị nắm luôn. Thì ngang mặt tiền của mình bám mặt tiền đường nhà nước là 57 m, và chiều dài từ đây đổ xuống tới bờ sông là 38 m anh chị. Đó, một cái khuôn viên hồ bơi kết hợp là phòng nơi nghỉ mát ha. Đó, thì ở đây là mình sẽ trải nghiệm ăn uống nè, rồi bơi lội nè, rồi nghỉ ngơi nè, một cái không gian rất là rộng luôn. Tường mình thì được làm cao tặng là bằng mái nhà anh chị, mái che đấy, nên là không thể nào mà có sự lọt vào của người ngoài anh chị ha, yên tâm ha. Cái tường này thì được làm những cái chi tiết cũng khá là bắt mắt anh chị. Đó, rất là tuyệt vời ha. Rồi thì đây là cái khuôn viên hồ bơi. Thì bây giờ Lộc sẽ ra cái khu là nghỉ mát phía sau. Đó, hồ bơi này là đã có hệ thống nè, lọc nước nè, xử lý nước đầy đủ rồi anh chị ha. Rất là bài bản rồi. Còn cặp bên hồ bơi mình sẽ có là một nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh và ba nhà vệ sinh anh chị. Đó, nhà vệ sinh nè, nhôm sinh pha, kính cường lực nè, bên trong là được dán gạch lên tới trần luôn, ở trên là đổ đa luôn anh chị ha. Đấy, thiết bị vệ sinh thì đầy đủ ở đây, thiết bị vệ sinh đều là hàng cao cấp anh chị ha. Đấy, hai nhà vệ sinh nè, rồi ba nhà vệ sinh nè, đều giống nhau anh chị ha. Đó, còn đây là một cái không gian nghỉ mát thứ hai. Đó, một cái không gian nghỉ mát thứ hai khá là rộng rãi anh chị. Nó thiết kế như là một cái con ốc anh chị ha. Một con ốc rất là đẹp. Đó, nhìn phía ngoài vào thì phải nói luôn, nó rất là Tây anh chị ha. Đó, rất là Tây, kiến trúc rất là Tây luôn. Đó, và ở đây thì mình sẽ tận hưởng một số view. Đó, view xong. Rồi, thì từ khung cảnh này mình sẽ bao quát được một cái góc của khu resort mình anh chị. Mình sẽ thấy được toàn bộ là khuôn viên hồ bơi nè, khu nghỉ mát nè. Đó, rồi nhà ở nè, rồi sân khấu cũng như là sân bãi của mình anh chị ha. Bên dưới là hành lang sông. Đó, hành lang sông được là làm thảm cỏ nè, hành lang an toàn nè. Đó, ở bên dưới là một cái khu để mà nghỉ dưỡng anh chị ha. Ở bên dưới hình như là có ba cái phòng để nghỉ dưỡng. Đó, thì bây giờ Lộc sẽ đi xuống dưới để cho anh chị xem ở dưới là như thế nào. Đấy, ở đây có một cái cảnh quan nè. Đó, lan can mình là làm giáp dòng rồi, nên là mình đứng ở vị trí nào mình cũng có một cái view rất là thoáng mát của cái sông Đồng Nai anh chị ha, rất là tuyệt vời luôn. Bên dưới thì cây xanh, mái che, bàn ghế, đồ chỗ nướng BBQ, đồ rất là thú vị luôn anh chị. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi xuống dưới đi. Nói chung là Lộc đã quay rồi, chi tiết Lộc đã báo trong cái video cũ cũng rất là chi tiết rồi. Nhưng mà hôm nay thì Lộc sẽ quay lại, bởi vì là chủ đã đầu tư thêm rất là nhiều anh chị. Ở đây là một cái tầng hầm ha. Một tầng hầm thì ở bên dưới của cái nhà mát này sẽ là một cái kho. Đó, kho để đựng những cái vật tư để mà sử dụng, mục đích là sửa chữa, là làm vườn các thứ, là nằm vị trí này anh chị ha. Đó. Còn ở đây là một cái giường, giường sắt ha. Giường sắt giống như một cái chòi á. Đấy. Rồi, thì ở đây nó là một cái cổng anh chị, mà không phải một cái cổng bình thường. Nó là một cái cổng là xuyên không anh chị ha.
một cái khổng có thể là nói là bước sang một cái thế giới khác, đó chính là một cái thế giới tận hưởng miền miền sông nước, rất là hữu tình, rất là mát mẻ và rất là đáng sống ở tại vị trí này rồi. Đó. À, ở đây là chủ làm là 3 cái phòng. 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng. Thì 3 phòng này nó sẽ là nằm bên dưới của cái view ở phía trên, cũng như là cái nhà mát ở phía trên đó chị ha. Và ở đây là một cái không gian chủ là làm resort, là mục đích để cho thuê những cái gia đình nào mà có nhu cầu muốn ở lại đó, để qua đêm vui chơi ở resort này anh chị ha. Thì ở đây đã có nội thất rồi, có đầy đủ rồi đó. Nhà vệ sinh nè, đang được làm mới, sửa chữa, đầu tư thêm nè. Thiết bị vệ sinh đã đầy đủ rồi. Còn ở đây là sẽ có một bộ giường. Ôi, bộ giường mà để cái dàn giáo lên hư hết rồi còn gì nữa. Đấy, đây là một bộ giường ha. Ở đây là mình sẽ có một cái không gian mở nè, nhìn ra được cái view bên ngoài đó, rất là đẹp. Hệ thống điện thì rất là xịn sò anh chị, toàn là cảm biến anh chị ha. Đó, cảm ứng nè đó, rất là xịn. Ôi, ôi, rất là mát rồi. Rồi thì đằng đó là một phòng, đằng đây là một phòng, ở đây là một phòng. Tổng cộng mình sẽ có là 3 phòng ha anh chị ha, đều có nhà vệ sinh tích hợp, cũng như là về nội thất nè, rồi không gian mở nè, cũng đều giống nhau anh chị ha. Rồi thì đây là Lộc đứng ở ranh cuối của cái ranh bên phải đó, là từ vị trí đầu tiên Lộc sẽ đi đến đây là đoạn ranh, là ranh thứ hai anh chị ha, đoạn cuối. Hồi nãy Lộc đứng là đoạn đầu đó, thì bây giờ là Lộc sẽ đi dọc theo cái hành lang sông này nè, để mình xem hành lang sông nó có gì nó đặc biệt hơn anh chị ha. Ôi, hồi nãy ai câu cá hay gì nè, có cá không ta? Ủa, gì á, gì á, gì á, gì á? Ô, 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 từ từ, từ từ, gì á? Ui, có cá dưới hay sao chị ơi? Phải không? Wow! Ui, con cá to quá anh chị ơi! Ôi, ôi con cá! Ui, ui! Ủa con cá. Ui. Chết mẹ gãi rồi. Được được, này dán keo anh chị ơi. Rất là thú vị luôn. Hiện tại là mình chỉ cần là một cái cần câu máy thôi là mình đã có lương thực mình sống rồi. Ở đây thì khỏi nói rồi, cá rất là nhiều anh chị. Đó. À, ở bờ sông mình thì nó rất là bồi luôn, nên là yên tâm về vấn đề sạt lở luôn anh chị. Đó, rất là bồi luôn. Bồi quá trời bồi. À quên nữa, thì từ mặt tiền sông phía bên kia ha, lúc nãy Lộc đứng ha, đổ hết mặt tiền luôn là mình sẽ được 57m anh chị. Đầu mặt tiền đường bám đường nhà nước là được 57m và mặt sông là được 57m và chiều dài mình là 38m anh chị. Nó rất là vuông. Nó vuông như bánh chưng luôn anh chị ơi. Ở đây là thiết kế một vài cây cây dừa kết hợp là những kết hợp là gì? Ghế ngồi hả? Ghế ngồi hả? Ghế ngồi xung quanh những cây dừa tạo cho mình một cái không gian mình ngồi dưới một cái bóng cây. Đó, tạo cho một cái không gian nó mát mẻ anh chị ha. Ở trên thì được làm những cái mái che nè, dòm che nè, bằng gỗ ha, ốp gỗ. Đó, ốp gỗ ha. Và ở đây thì nó sẽ là một cái không gian ăn uống là giáp bờ sông anh chị. Một cái cảnh rất là gọi là đẹp. Khi mà bước vào thì cảm giác như con người mình nó lại thêm sức sống anh chị ha. Nó rất là mát mẻ luôn. Và ở đây thì không khí rất là trong lành anh chị. Đó, một cái luồng gió thổi lên là con người mình cảm giác nó khỏe rồi. Đó. Rồi, thì tiếp theo ha. Thì ở đây là mình sẽ là có một cái lò nướng BBQ bằng gạch. Đó, giả một cái giếng anh chị. Đó, lò nướng BBQ ha, giả giếng. Đó, nhìn rất là thú vị ha. Và từ ở mực kè ở đây đổ ra đến vài phía ngoài sông á, là tầm khoảng là đâu đó chắc khoảng nhiêu ta, khoảng 10 mét đổ lại anh chị. Đó, 10 mét đổ lại ha, rất là kiên cố ha. Và từ ở đoạn này thì sẽ thấp hơn là ở phía trên. Đó, phía trên của cái sàn xăng trước của mình á, là khoảng là 2 mét. Đó, anh chị nhìn thấy nè,
đó, thấy không, có bậc thang lên, thấy không, thì em nghĩ chắc phải hơn 2 mét đó, chứ không phải 2 mét đâu. Đó, những cây xanh rất là mát mẻ luôn đó, mấy cây dừa, mấy cây cầu vua ha, rất là to rồi. Mình có sẵn một cái sinh thái nó rất là đẹp rồi, nên là mình về mình chỉ việc là sửa chữa nhẹ lại theo cái ý muốn mình là ok liền anh chị. À, ở khu vực này nó còn có một cái bếp nữa anh chị đó, một cái bếp riêng ha đó, dành cho mình nấu ăn nấu nướng nè, để mình sử dụng cho nhu cầu ăn uống nè, đãi khách ở khu dưới này ha anh chị ha. Mình mắc đỡ phải mất công là mình sẽ nấu nướng trên kia rồi mình bê xuống đây, nó rất là vất vả, nên là chủ làm sẵn một bộ bếp ở đây luôn, mình có thể là nấu nướng rất là tiện dụng anh chị ha. Đó là còn một cái không gian này, đúng ra là nó là một cái không gian check in nè, một bộ bàn, một bộ bàn gì đó ha, mình ngồi đây mình có thể check in được cái xông nước nè đó, nhưng mà hiện tại là chưa có ha, mình sẽ decor thêm đó. À, đây nè, đó giống như bộ bàn này anh chị đấy. Đúng ra như chiếc bộ sofa này sẽ là đặt nằm ở trong khuôn viên đó chị ha, chắc là chủ là dời ra để sửa chữa lại thêm anh chị đấy. Rồi thì ở đây là sẽ có nhà vệ sinh luôn nè đó, còn có nhà vệ sinh ha, để phục vụ cho khách ở phía bên dưới nè. Rồi ở đây là một cái nhà mát đó, nhà mát để mà ăn uống nè, để mà ngắm view đó, không gian rất là rộng anh chị, không gian rất là rộng luôn. Và ở bên đây thì còn có một cái giàn bằng sắt hộp anh chị ha, cái giàn rất là kiên cố luôn. Ở đây thì mình có thể là trồng được những cái dây leo đó, hoặc là những cái gì ta, trái hoa màu đó, dây leo hoa màu, ví dụ như là mớp nè, bầu nè, bí nè đó, trồng đây ha, trái nó đụng đỉnh rất là thú vị luôn á, lòng nghĩ là vậy, vậy anh chị ha. Rồi thì góc này sẽ là góc thứ ba ha, là sẽ là cái góc thứ hai giáp mặt tiền sông, từ đây đổ lại khúc bên kia là 57 mét. Đó, phải nói là cái view sông mình nó rất là vuông anh chị, nó rất là vuông luôn. Rồi thì bây giờ là Lộc đã giới thiệu cho anh chị là bên dưới hành lang bờ sông rồi ha, bây giờ mình sẽ lên trên, mình sẽ lên trên để xem ở trên có những gì nè, có gì đặc sắc nè. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mà nhân cho 20 thì nó ra cũng mấy mét ta? 4 mét hả? Là từ ở dưới lên đây là khoảng 4 mét anh chị. Rất là cao ha. Đó, ở đây là một cái khu giải trí nè, giải trí dành cho gia đình hoặc là dành cho khách bạn bè đến chơi nè, rất là thú vị luôn ha, rất là thích luôn. Ở đây mà tổ chức chừng mấy xê thôi đổ nợ như chơi luôn á. Rất là thú vị anh chị. Ở đây là có một bộ bàn nữa nè, bàn này nó giống như bàn trong ba quầy ba anh chị ha, thì mình sẽ có ngồi đây nè đó, mình chờ đến lượt cơ mình là đánh visa ha, còn mà mình tránh dở quá thì mình ngồi suốt luôn đó chỗ này. Rồi ở đây là mình sẽ là vừa bính visa đó, vừa ngắm một cái view sông. Bên kia là Bình Dương, bên đây là Đồng Nai anh chị ha. Mình qua Bình Dương thì tầm khoảng 5 phút thôi. Anh chị nhìn trước là có bến đò đó, có con đò đó. Thì đây là sẽ là bến đò là cặp sát ở chỗ mình luôn. Đó, một chiếc đò đang đi qua các anh chị. Đó, đò đó sẽ là đưa công nhân qua lại để làm việc ở tại Đồng Nai anh chị ha. Ở đây thì gần một cái công ty chăn xin rất là lớn, nên là lượng công nhân đi qua lại rất là nhiều. Đó, anh chị ở đây là kinh doanh thì rất là tốt rồi. Đó, qua đò thì chỉ 5 phút thôi. Rồi, bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào nhà ha. Nhà thì rất là nhiều cái giá trị anh chị. Nhà thì nó khủng lắm, bởi vì là chủ rất là tâm huyết về cái resort này. Hello. Đó, thôi, trước tiên vào nhà mình sẽ ra cái khu này đi. Đấy, khu này là một cái khu vui chơi của trẻ em. Đó, xích đu. Ở đây là đúng ra có mấy cái xích đu nè, nhưng mà chủ tháo rồi, chắc xích đu tháo ra đem bán luôn hay sao rồi. Hả? Người lớn chơi thì hơi bé xíu, phải mua xích đu khác. Đấy, một cái không gian ha, là mình có thể để một cái bàn tròn này vui vui chơi đây nè.
Đấy. Mình xem con cái mình chơi xích đu hoặc là chơi gì đó. Đó, rất là thú vị, rất là tuyệt vời. Rồi bước vào nhà. Đó, ở trên nhà mình thì sẽ có là bồn nước, lùng nước cao anh chị ha. Cái bồn nước đó để xử lý nước để mà bơm nước tưới cây, tưới hoa đó. Thì nhà mình thì sẽ có là một trệt, một lầu. Nói chung là kết cấu thì khỏi nói rồi, rất là kiên cố anh chị ha. Một cái không gian mở nè, kèm theo đó là một cái hồ cá coi. Một cái hồ cá coi nhưng mà nó hơi rong rêu á, do là chủ là bỏ cũng lâu rồi anh chị, hơi rong rêu ha. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào nhà nè. Nhà mình thì sẽ có không gian mở nè, anh chị nhìn xung quanh nè, những cái mà chỗ mà được lắp đặt những cái tấm kính đó, đó đó là những căn phòng anh chị ha. Đó, thì ở đây là mình sẽ nhận định là ở đây là một phòng nè, ở đây là một phòng là hai phòng nè, ở đây là một phòng là ba phòng nè, đây là một phòng là bốn phòng nè, còn ở giữa này là một phòng khác nữa đó, phòng 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 sinh hoạt chung đó. Tổng cộng ở đây là mình nhìn thấy là đã 5 phòng rồi anh chị ha. Rồi mình sẽ bước vào. Đấy. Ở đây là lót gỗ. Này là lót gỗ như gỗ Indo đúng không anh? Này chắc gỗ Indo đúng không? Đó. Ừ. Rồi thì đây là cái không gian phòng thứ nhất nè. Hồi nãy Lộc đứng ngoài Lộc chỉ vô ha. Có một cái không gian mở rất là đẹp. Nó rất là sáng cũng như là rất là mát mẻ anh chị. Đó, cảm giác rất là tuyệt khi mà ngồi vị trí này ha. Mình có thể là để một cái bộ bàn làm việc ở ngay vị trí này, bởi mình nhìn ra ngoài thì nó rất là tuyệt vời rồi. Và ở đây thì được trang bị là nội thất nè, bộ bàn ghế trang điểm nè, tủ kệ tivi, rồi giường, rồi nệm, rồi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng thiết kế theo cái không gian mở anh chị ha, kính rất là dày. Đấy, kính rất là dày, có máy lạnh đồ sẵn rồi. Thiết bị vệ sinh đều là hàng chất lượng cao anh chị. Đó, được dán gạch lên tới nóc luôn anh chị ha. Đó. Ở đây thì mình sẽ có một cái vách ngăn đó, để mà khi mà tắm nó sẽ không có bị văng nước ra ngoài ha. Rất là phù hợp. Rất là phù hợp cho một cái ngôi biệt thự triệu đô ha. Bởi vì ngôi biệt thự triệu đô mà làm những cái hàng không được sang xịn thì nó bị mất giá trị anh chị. Cửa gỗ anh chị ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có là một cái phòng bếp. Đấy, phòng bếp ha. Một phòng bếp rất là rộng nè. Tủ kệ, vách ngăn đồ rất là nhiều. Anh chị có thể là sử dụng được rất là nhiều cái mục đích cho anh chị luôn. Và đặc biệt luôn là phụ nữ vào đây là không biết nấu là cũng phải biết nấu anh chị. Bởi vì ở đây nó có một cái công năng, một cái phòng bếp rất là đẳng cấp, rất là xịn, đảm bảo là khi mà những chị nữ nào vào đây thì chắc chắn 100% là sẽ thích anh chị ha. Đó, đầy đủ rồi, máy lạnh đồ, máy máy lò nướng rồi tùm lum đầy đủ hết, bếp âm đó, đầy đủ hết ha. Rồi thì ở dưới đây mình sẽ có một cái nhà vệ sinh công cộng dành cho khu vực là phòng khách, phòng bếp nè. Đấy, cũng không gian cũng khá là rộng ha, được ốp đá đồ lúc gạch lên tới trần luôn, rất là sạch sẽ, tiện dụng mình vệ sinh luôn. Cửa gỗ. Rồi thì ở đây là một cái không gian phòng khách nè. Phòng khách mình là sẽ có sofa, rồi tủ kệ để đồ đó, máy ha, màn, một cái view không gian mở rất là sáng sủa, rất là sạch sẽ luôn. Ở này là có thể là mình để tivi ha. Đó, thiết kế một cái tông màu màu xám kết hợp màu trắng rất là đẹp anh chị, rất là sang. Đấy, đây là một cái không gian mở nè. À, chị nhìn được cái view nó rất là đẹp luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên trên lầu 1 đi. Thì hiện tại là tầng trệt mình sẽ có là một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. À, bên đây còn một nhà phòng khách nữa. À, là tầng trệt mình sẽ có hai phòng phòng ngủ anh chị ha. Ôi ôi. Ấy, một cái view nè, một cái view rất là đẹp luôn.
Đó. Hello, hello. Chào anh. Đó. Ở đây là cái phòng ngủ thứ hai của cái tầng trệt anh chị ha. Có giường, đó. Có bộ bàn ghế nho nhỏ rất là xinh xắn để cho hai vợ chồng có thể là buổi tối ngồi đây uống trà nói chuyện với nhau ha. Còn tối tắt đèn thì mình sẽ lên đây. Đó. Đó, đây là nhà vệ sinh. Được làm không gian mở luôn. Anh chị nào mà đông con rồi thì khi mà tắm là phải kéo màn lại như thế này nè, để mà ảnh hưởng, đỡ ảnh hưởng đến sự sinh sôi nảy nở anh chị ha. Đó. Ở cái không gian này là không gian của phòng vệ sinh. Đó, được, nói chung là dán gạch lên tới trần luôn, cũng như là thiết bị vệ sinh đều là hàng cao cấp anh chị. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên trên. Ô, đây còn nhà vệ sinh nữa nè. Nhà vệ sinh này là vậy là ở dưới tầng trệt mình sẽ có là hai nhà vệ sinh công cộng. Đó, và hai cái phòng là đã tích hợp hai nhà vệ sinh nữa. Ở dưới tầng trệt là tính ra là bốn nhà vệ sinh anh chị. Bốn nhà vệ sinh dưới tầng trệt luôn, sử dụng rất là thoải mái luôn, khỏi phải réo nhau luôn anh chị ha. Rồi, ở đây là không gian tầng 1 nè. Không gian tầng 1 mình sẽ có những gì đây? Một phòng ngủ nè, hai phòng ngủ nè, ba phòng ngủ nè. Rồi một cái không gian là sinh hoạt chung nè. Đấy. Ở đây có một vài cái ghế ha, dạng beer club anh chị ha, quán bar. Thì mình có thể là ngồi ở đây vị trí này thì mình sẽ uống trà. Đó, uống trà mình ngắm cái view, ngắm cái không gian. Đấy, hoặc là ngắm bikini đang bơi lội đằng kia anh chị ha. Đó, một cái không gian mở, mình có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ xung quanh mình đang diễn ra, cũng như là đang xảy ra cái gì ở đó là mình thấy hết. Đó, rất là đẹp ha. Thật sự thì nói thì camera đã thấy hết rồi chứ không cần mình phải nhìn anh chị. Đó. Rồi, đây là cái phòng ngủ đầu tiên của tầng 1 anh chị ha. Đấy, anh chị thấy hoành tráng chưa? Một cái không gian đã đầy đủ nội thất rồi, cũng như là một cái tông màu, một cái trăng màu trắng đục anh chị ha, rất là sang và nhìn rất là gọi là tây anh chị. Đó, rất là hiện đại luôn. Tủ kệ đựng đồ nè. Ở này là trang điểm quá, trang điểm nè, tủ trang điểm nè anh chị, ghế trang điểm nè. Rồi một bộ ghế ngồi nè. Đó, hai vợ chồng tối ngồi đây thì thật sự là rất là lý tưởng rồi. Mình có thể là trò chuyện với nhau một cái không gian rất thoải mái. Còn ví dụ như nhiều khi mình nằm hoài á, cái sức khỏe mình nó không có tốt anh chị. Ở đây là cái gì nữa nè? Cái này là cái bàn hay gì á, cái gì á. À, đây có cái hộp thủ khóa rồi. À, này làm bằng gì mà nhìn cái cứng cáp dữ ta. Đó, ở dưới là lót gỗ hết luôn anh chị. Này là gỗ Indo ha, không thấm nước. Đó, rất là tốt. Nhà vệ sinh thì mình sẽ có hai ngăn, một ngăn là tắm, một ngăn là vệ sinh. Đó, nói chung là ở đây là phòng ngủ và nhà vệ sinh đều đẳng cấp anh chị. Nói chung là nó rất là xứng đáng cho một cái không gian của một cái biệt thự triệu đô. À, một cái resort triệu đô. Này. Ôi cứng thế. Mày kéo bên kia đó được mà. Đấy. Phòng nào thì mình cũng sẽ có một cái không gian mở để mình ngắm view anh chị. Đấy. Rất là tuyệt vời ha. Phòng nào mình cũng có không gian mở hết. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua tới phòng thứ hai. Cái phòng, một cái phòng master to đùng nó tí là mình sẽ quay cho anh chị ha. Rồi phòng ngủ thứ hai thì mình sẽ có một cái tông gọi là tông cổ điển anh chị. Đó, màu hơi gì ta? Đây là ngồi đây. Không biết màu châu gì, châu Âu hay Ấn Độ vậy. Với lại một cái tông màu đen ha, hòa quyện với nhau rất là sang trọng luôn. Một bộ giường đó, kèm theo những cái tủ đó. Nhìn nó một cái tông nó rất là sang cũng như là rất là cổ điển anh chị ha. Rồi thì phía sau mình sẽ có một nhà vệ sinh tích hợp. Đấy. Tất cả đều được dán lên tới trần anh chị, cũng như là thiết bị vệ sinh đều là hàng cao cấp anh chị ha. Đó. Ở trên tường sẽ là gạch và ở dưới sẽ là gỗ Indo anh chị ha. Đó. Trên tường là gạch, dưới là gỗ.
Đó, đây là không gian là phòng ngủ thứ hai. Và đây là một cái không gian phòng ngủ lớn nhất. Đấy. Một cái không gian phòng ngủ lớn nhất phải đứng ngay chỗ nào cho nó hợp lý luôn đó nha. Đứng đây nè. Khủng khiếp luôn á. Đứng đây là bao quát hết đúng không? Đi sao? Đứng đây có máy lạnh. À, cho mát phải không? À, hợp lý luôn. Đó, đây là toàn bộ cái không gian phòng master room anh chị. Một cái không gian gọi là đẳng cấp nhất của cái resort này. Đó, ở đây là toàn bộ xung quanh đều là không gian mở nè. Ở đây là do là hiện tại là chưa sử dụng nên là mình cần bảo quản. Đó, chủ sẽ dán lại tấm màu đen để bảo quản cái kính mình nó không bị ố, không bị dơ. Đó anh chị ha. Đó, khi nào hoạt động thì sẽ là mở ra. Và cái resort này thì ngày mai sẽ là có bên đơn vị khác sẽ thuê lại cũng như là xây dựng một mô hình kinh doanh sản xuất như là nhà hàng rồi ăn uống rồi này nọ các thứ ha. Thì ngày mai là một cái ngày đầu tiên mà của khu resort này hoạt động anh chị. Rồi đây là không gian mở nè, khi mà anh chị mở cái tấm đen này ra thôi thì thật sự nó rất là một cái do mod anh chị ha. Đó. Đây. Đó, rất là đẹp luôn, không gian mở rất là đẹp. Ở đây thì anh chị có thể là để vài được vài chậu kiểng nè, cây bonsai nho nhỏ ở trong nhà. Đó, giúp cho cái phòng mình nó sẽ trở nên là trong lành hơn anh chị ha. Đó, cái này là cái tủ. Tủ kéo là bằng gỗ hết. Nói chung là chủ rất là tâm đắc nên là decor rất là bài bản, rất là sang trọng và bắt mắt luôn. Ồ, ở đây là có hai máy lạnh anh chị. Khả năng là do cái phòng nó rất là to nên là phải gắn hai máy lạnh mới đủ cái công suất hoạt động anh chị ha. Đó, rồi, ở đây là cái phòng gọi là phòng vệ sinh, phòng tắm đẳng cấp. Phòng vệ sinh rất là rộng, rất là to. Trời ơi, thì chứ một cái không gian này tắm, rửa, rồi vệ sinh rất là thoải mái luôn. Và cũng như là thiết bị vệ sinh đều là hàng cao cấp anh chị ha. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi thì hình như là Lộc đã quay cho anh chị là về cái không gian của phòng tầng trệt và tầng 1 là nó sẽ hết rồi ha. Ở phía trên tầng 1 mình sẽ có một phòng ngủ nè, hai phòng ngủ nè, ba phòng ngủ nè và một phòng sinh hoạt chung. Ở bên dưới mình sẽ có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng bếp kết hợp phòng ăn. Đó là tổng cộng là mình sẽ có là 5 phòng ngủ ở khu vực là tầng trệt và tinh lầu anh chị, là tổng cộng mình có sẽ có 5 phòng ngủ ha. Ở bên ngoài kia mình sẽ có 3 phòng ngủ. Đó, 3 phòng ngủ của cái phòng mà để cho thuê để mà khách nghỉ dưỡng lại anh chị ha. Là tổng cộng mình sẽ có là 8 phòng anh chị. 8 phòng nghỉ dưỡng, 8 phòng nghỉ dưỡng ha. Còn nhà vệ sinh thì Lộc đếm sơ sơ là đâu đó khoảng 14 cái nhà vệ sinh. Đó, 8 phòng nghỉ dưỡng thôi nhưng mà 14 nhà vệ sinh. Rồi, còn cái không gian trước của mình á thì sẽ là một hồ bơi nè, một nhà mát bằng ngói nè, rồi một nhà nga mát theo kiểu là thiết kế theo kiểu dạng châu Âu nè anh chị ha. Rồi không gian là một khu vui chơi giải trí là bia, đó, bia. Và hành lang lan can ở dưới thì được là thiết kế theo một cái khu để mà ngồi ăn uống. Đó, ngồi ăn uống cũng như là giải trí cùng gia đình ha. Câu cá, ăn uống, nướng BBQ ở khu vực chứ. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ tổng kết lại thông tin luôn. Bởi vì là khả năng là thời lượng cũng video cũng khá là dài rồi. Thì diện tích cái khu resort mình anh chị nó rất là rộng. Thì rộng đến mức độ nào thì Lộc sẽ tìm một cái góc để mà bao quát cho anh chị nè. Góc nào ta? Hình như là cái góc này chiếu vô là bao quát được nè. Đó. Thì cái resort mình có tổng diện tích là 1.200 m² anh chị. Ngang mặt tiền đường nhà nước là 57 m. Và chiều dài mình sẽ là 38 m anh chị ha. Đó, khuôn viên tổng nè, anh chị có thể nhìn qua một lượt nè. Thì anh chị đã biết rồi. Tuy là có 2.200 m² thôi nhưng mà Lộc nói sao nhìn nó rộng quá, không biết là diện tích thực nó có hơn nữa hay không. Nhưng mà ở đây thì theo chưa chính xác chủ cung cấp là 2.200 m², ngang là 57 m, dài là 38 m anh chị. Và trên đây là đã có 100 m thổ cư. Vị trí thổ cư là ngay vị trí là ngôi nhà, ở ngôi nhà bên trong anh chị ha. Với diện tích xây dựng là 100 m sàn, 100 m xây dựng và sàn là 200 m. Thì ở đây là đã có giấy phép xây dựng nè.
đó, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa hoàn công anh chị, bởi vì là chủ cũng đang khá khó khăn và cũng chưa có cái thời gian để mà hoàn công. Anh chị mua về thì có thể là chủ sẽ hỗ trợ cho anh chị hoàn công luôn ha. Rồi thì ở đây thì hiện tại là đang nằm ngay vị trí trung tâm hành chánh của xã Thiện Tân, cách mình là chỉ là một con đường anh chị. Bởi vì là mình đang giáp phía sau của trung tâm hành chánh xã Thiện Tân bằng một cái con đường bê tông rộng 5m, cũng là một cái đường chính để mà di chuyển ở trong cái khu resort mình nè. Cái vách tường này là của vách tường ủy ban nè anh chị. Vách tường này ủy ban xã nè ha. Còn mình là sẽ bên đây. Đó. Một cái vị trí trung tâm thì tiện ích thì Lộc cũng không phải nói nhiều anh chị, bởi vì nó cũng rất là nhiều rồi. Thì bên cạnh mình đã có một cái trường mầm non kìa, rất là to, của trường mầm non Thiện Tân đó, rất là to luôn, kế bên luôn. Và vị trí này thì cách trung tâm thành phố Biên Hòa là khoảng là 6 km, cũng như là thành phố Hồ Chí Minh là dao động vào khoảng là 35 km. Và đặc biệt luôn thì anh chị qua Bình Dương chỉ cần khoảng là 5 phút thôi, anh chị là có thể là qua một con đò ha, nằm cạnh bên mình luôn. Chỉ 5 phút thôi mình có thể là qua đò là đến ngay chỗ vị trí là xã Thường Tân của huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chị ha, là bên kia sông. Thì ngôi cái khu resort này nè, hiện tại là thời điểm trước ha, chủ đã bán với một mức giá là 23 tỷ rồi. Nhưng thời điểm này là chủ đã đầu tư thêm vài tỷ nữa chị. Thêm vài tỷ nữa. Nhưng mà trong cái quá trình đầu tư thêm á, thì chủ lại gặp nhiều khó khăn đó, nên là bây giờ là bắt buộc là chủ phải bán khi mà còn đang dang dở anh chị ha. Và cũng như là resort này là ngày mai sẽ là một cái ngày để mà bàn giao lại cho một bên đối tác đã là ký hợp đồng để mà thuê lại đó, để mà làm một cái khu nghỉ dưỡng và cũng như là kinh doanh nhà hàng ăn uống rồi. Thì đây cũng là một cái, có thể là một cái video cuối cùng mà để mà kết thúc cho một cái review bất động sản này để giúp chủ bán được ha. Bởi vì ngày mai là người ta kinh doanh rồi, nên là mình có thể là cũng hơi nhạy cảm một xíu. Thì cũng mong quý cô chú là anh chị là có duyên, hữu duyên thì hãy liên hệ cho Lộc, để Lộc hỗ trợ anh chị là về việc là đàm phán về giá, pháp lý giấy tờ, cũng như là giúp cho anh chị là sở hữu một cái khu resort triệu đô độc nhất, bậc nhất Đồng Nai, chỉ có một cái này là duy nhất anh chị ha. Rồi thì Lộc Bất Động Sản kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật lành và tràn đầy hạnh phúc. Lộc Bất Động Sản xin chào.